Rồi, ok, xin chào các bác. Thì đây là cái con S22 Ultra màu trắng. Thì thực tế ra thì đã có quá nhiều những cái bài mà đánh giá chi tiết về con S22 Ultra này. Mạnh yếu thì các bác cũng đều nắm rõ rồi. Nhưng mà đây sẽ là một cái bài mà em chỉ nói một số những cái điểm mà em thích trên cái con S22 Ultra này thôi nhé. Và liệu nó có đáng tiền hay không ấy. Đấy thì các bác biết rồi, em thì là fan LG và cũng đang dùng con V60 đây, cũng là con chùm cuối của LG rồi. Thì con S22 cũng là chùm mới nhất của LG rồi. Đấy. Và ở đây cũng có thêm một cái con iPhone 13 Pro nữa. Đấy. Thì cũng rất tình cờ là cái con iPhone 13 Pro đây, nó cũng màu trắng. Thì thực tế khi em mà dùng hai con này rồi thì em thấy là cái mặt lưng ấy, của hai con này nó đều có cái thiết kế là hơi nhăm nhá một chút và nó cũng đỡ bám mồ hôi vân tay hơn. Tuy nhiên ấy, thì là nhìn vào cái độ nhám ấy, R và độ nhám thì cái độ nhám của con 12 Pro, à quên 13 Pro này nó nhám hơn một chút. Đấy, nó sẽ kêu hơn này. Bắt đầu các bác R nó sẽ sột soạt hơn. Đấy. Còn con này nó sẽ mịn hơn một chút. Con S2 Ultra nó sẽ mịn hơn một chút. Còn đẹp hay xấu thì tùy các bác thôi nhé. Và cái điều mà em thích nhất ý, ở cái con S2 Ultra này thì nó đương nhiên vẫn là cái màn hình. Tại vì các biết rồi đấy, khi mà mọi người sử dụng cái điện thoại, bất kỳ một cái điện thoại nào đó thôi, thì cái mà các bác dùng tiếp xúc với nó vẫn chỉ là cái màn hình thôi. Thì cái màn hình của con S2 Ultra này thực sự là để cạnh những con flagship mới nhất của Apple đấy thôi, nó vẫn cho một cái sự phê ấy. Phê nó tràn, nó nổi khối rồi các thứ, nó phê. Em không nói về độ chân thực của màn hình hay là độ đẹp theo mắt mỗi người nhé. À, em chỉ nói là độ phê thôi. Tại vì các bác cũng biết rồi đấy, mỗi hãng thì nó có một thiên hướng làm cái màn hình nó này như kia, rồi nó thiên về một cái gì đó đấy, như iPhone chẳng hạn, nó thiên về chân thực hoặc là nó cũng rất là đẹp đấy. Thì cái đẹp xấu ấy thì nó mang nhiều ý nghĩa và mang nhiều cái ý kiến cá nhân quá, cho nên em không nói về đẹp xấu, em chỉ nói về độ phê thôi. Thì thực sự là khi mà sử dụng cái con S2 Ultra này nó rất là phê. Nó thứ nhất là màn hình nó to, nó nổi khối và những hình ảnh nó đẩy lên rất là rực rỡ, nhất là các bác để cái chế độ sống động ấy, thì nó rất là rực rỡ, nó nhìn nó sướng đấy. Và cái thiết kế của cái màn hình này nó cũng theo em thôi nhé, nhưng mà theo cái quan điểm thẩm mỹ của em thôi thì nó đã gần tiệm cận đến cái hoàn hảo ấy các bác. Thì đối với em ấy, màn hình hoàn hảo nó vẫn lại là vuông thành sắt cạnh và nó cân đối ấy. Đấy, thì đây là tùy gu của mỗi người thôi. Tụi em thì em là thích vuông thành sắt cạnh và cân đối, thì cái con S2 Ultra này nó đã gần như đạt được cái hoàn hảo đấy. Chỉ có duy nhất là cái cạnh dưới nó còn hơi dày hơn một chút, nó vẫn giống như cái thời Note 20 Ultra thôi. À, và nó còn một cái nữa, đó là cái camera dạng đục lỗ này. Tuy nhiên thì em thấy là nó đã tinh tế hơn rất là nhiều rồi. Cái lỗ camera trước này này nó đã rất là nhỏ và nó cảm giác như là nó không còn còn quá bị vướng mắt nữa các bác. Dùng nó vẫn cảm giác là nó đã quen dần và nó gần như không ảnh hưởng gì cả. Tất nhiên nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả đâu, nhưng mà với một là một người ví dụ một người mà theo chủ nghĩa hoàn hảo kiểu kiểu như thế thì đó vẫn là một cái khiếm khuyết đấy. Và cái điều em thích nhất nữa ấy, đó là cái việc mà bo cái góc này này, nó bo góc này, này nó bo ít ấy. Em không thích một cái điện thoại nó bo nhiều nhiều quá nhiều như con V60 này chẳng hạn. Đấy, các bác cũng thấy rồi đấy. Con V60 này, này các bác nhìn thấy này, cái cạnh của nó bo quá nhiều. Đây, không có cái màn hình nào sáng. À đây, để cái màn hình nó sáng đi các bác. Đấy, thì các bác thấy đấy, cái con V60 này nó bo quá là nhiều luôn. Nó quá là nữ tính ấy. Đấy, đấy là cái con S2 Ultra này, cái độ bo của nó, độ bo góc của nó là một điều mà em rất là thích luôn, thích tuyệt vời luôn. Tuy nhiên ấy, thì khi mà các bác nhìn thẳng như này nhé, các bác nhìn thẳng như thế này thì có cảm giác là cái cạnh trên ấy
nó dày hơn hai cạnh viền một chút, nhưng thực tế là không phải đâu nhé. Cạnh trên và cạnh viền nó có độ dày bằng nhau thôi. Tuy nhiên ấy, là do cái cạnh viền này nó bo cong với các bác, nó bo cong xuống, dẫn đến là khi mà các nhìn ở cái đường nhìn thẳng vào mình như này thì có cái cảm giác là cái viền nó sẽ mỏng hơn cái cạnh trên, dẫn đến nó cũng hơi mất cân đối một chút đấy. Tuy nhiên thì nếu như bác nhìn nghiêng kiểu này thì các bác cũng sẽ thấy được là cái cạnh viền và cạnh trên này nó là cân bằng nhau nhé, chỉ duy nhất cái cạnh dưới này nó dày hơn thôi. Đó thì em cũng nói rồi, đẹp xấu là do mắt mỗi người. Còn đối với em thì màn hình LG, à quên là màn hình của Samsung này đẹp. Nói chung là đẹp ở cái kiểu là nó rất là nịnh mắt đấy các bác, cái kiểu như thế. Còn tuy nhiên thì em cũng có một cái clip để so sánh cái độ thể hiện màu sắc giữa các điện thoại rồi, cái con iPhone rồi V60. V60 thì các bác biết rồi, em cũng chẳng có tên tuổi nào để so sánh, nhưng mà có đây thì so sánh thôi. Thì chủ yếu là hai con này, hai con 13 và cái con S2 Ultra này. Thì thực thú thực là cái màn hình của iPhone nó vẫn thể hiện cái màu mà nó cho đúng với thực tế nhất đi các bác, và nó cảm giác đúng thực chất nhất. Và nó nếu mà theo đấy con mắt của em đẹp ấy, thì em thấy là iPhone nó vẫn đẹp nhất cái màn hình ấy nhá. Đó. Và cái điều mà em thấy nữa đó là cái thiết kế của con này. Cái điều đáng tiền nữa mà đối với em ấy, đó là thiết kế của con này. Tuy cái mặt trước ấy, thì nó vẫn khá là giống với những cái đời đời đời, đời trước nó. Tuy nhiên thì cái cạnh lưng này, cái mặt lưng này nó đã khác hoàn toàn rồi nha các bác. Thì các bác biết rồi đấy, cái này nó không làm theo cái một khối camera ở đây nữa, mà là từng cái này. Thì các bác cũng biết rồi, LG cũng đã từng làm ở thời con Velvet và Velvet 2 Pro thì cũng đã làm. Nếu như Velvet 2 Pro mà còn tồn tại thì nó cũng là ná như này. Thì cái này đối với em ấy, thì là nó đẹp, thật sự là đẹp. Tuy nhiên thì cái bản màu trắng này này, cả tại vì cái phòng em nó hơi tối nên nó không nổi bật được mấy các bạn. Thì nếu như mà để về màu ấy, thì em vẫn thích cái màu hơi đỏ đỏ đấy. Thì anh em vẫn thích cái màu đấy hơn. Còn màu trắng này thực sự là nó không được nổi bật, không được nổi bật cho lắm các bạn. Đấy. Và cái hoàn thiện của con S2 Ultra này thì đúng là cũng chả có gì để chê trách cả. Nó quá là khít rồi. Đấy, các bác nhìn này, các góc cạnh này, nó quá là khít rồi. Đấy, quá là đẹp rồi. Góc cạnh này, các bác cũng không thể thấy được cái khuyết điểm của cái việc hoàn thiện nữa đâu. Tất cả các đời Samsung cũng đều thế thôi. Nó cũng đều rất là hoàn thiện, rất là tốt rồi. Nó không như LG nhà mình đâu. LG nhà mình thì hoàn thiện nó vẫn chán lắm. Đây này, các bác nhìn. Ở những cái hoàn thiện, ở những cái góc cạnh này này, hoặc những cái đường viền này, tiếp xúc với lưng này, nó vẫn còn khá là hở. Đấy, thì anh em bây giờ dùng thì chắc chắn cũng biết rồi. Thì em thích nhất vẫn là cái màn hình của con S2 Ultra này, và cái độ hoàn thiện, cái thiết kế của con này ấy. Đấy. Và cũng một điểm nữa mà tuy em không dùng mấy, em không dùng mấy nhé, tại vì cái bút này thực sự là em cũng không dùng mấy đâu. Tuy nhiên thì đây vẫn là một cái mà có thể nói là níu chân lại tất cả những cái anh em mà trước đây đã dùng cái con Note 20 Ultra ấy. Thì tại vì Samsung đã không 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 sản xuất cái dòng Note nữa, và thay vào đó là dòng bây giờ là S2 Ultra. Thực tế nhưng mà thực tế thì nó vẫn chỉ là Note thôi, em nghĩ là thế. Thì cái cảm giác viết trên cái bút này này. Đấy. Thì chữ của em rất là xấu. Trước đây em đã từng sử dụng Note rồi và cũng có viết trên cái Note rồi. Tuy nhiên ấy, thì là nó sẽ không được sướng như bây giờ. Nó không được sướng như bây giờ nhé. Tại vì sao? Tại vì trước đây ấy, thì cái tần số quét của màn hình ấy nó thấp, dẫn đến là nó khi mà viết ấy, nó vẫn có một cái độ trễ nhất định nào đó mà mình có thể cảm nhận được nhé. Tuy nhiên bây giờ ấy, thì nó gần như mình không thể cảm nhận được ấy. Nó gần như thế các bác. Nó rất là liền mạch và như kiểu mình đang viết thực tế trên một cái giấy ấy, cái giấy mà mình viết hàng ngày ấy.
Tuy nhiên thì do cái màn hình này nó vẫn là màn hình kính cho nên là cái độ trơn thì nó vẫn trơn hơn. Tuy nhiên thì em thấy là cái ngòi bút ấy họ đã cố tình thiết kế để mà nó bám hơn với so với cái mặt kính này. Nó không như kiểu là cái bút của cái không như là bút của Apple đâu. Em cũng có dùng Apple Pro, iPad Pro thì em dùng cái bút này rất là lâu rồi. Thì cái độ trơn hay độ bám của ngòi bút đối với màn hình ấy, thì con iPad Pro này không có cửa nhé, không thể bằng được. Tuy nhiên ấy, tại vì sao bút viết trên cái iPad Pro này vẫn ngon hơn là vì thứ nhất là bút nó to, nó cầm so với thực tế nó gần như là không 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 có gì khác biệt mấy ấy. Bút nó to, cầm rất dễ, và do nữa là iPad Pro nó cũng rất là to, viết các thứ nó thực tế, nó vẫn cho cái độ sướng hơn các bạn đấy. Còn nếu như mà cái con Note, à quên, con S22 Ultra này mà màn hình nó cũng to như thế chẳng hạn, mà cái cây bút này nó cũng to như thế thì đương nhiên viết nó vẫn ngon. Và em nghĩ là cái con Tab S 8 Ultra viết chắc chắn là nó cũng có thể bây giờ nó sẽ ngon hơn là cái việc viết bằng bút Pencil 2 này trên cái con iPad Pro 2 rồi. iPad Pro chứ, Pro em có dùng là Pro 2018 nhé. Thì hiện tại em đang dùng iPad Pro 2018 và viết bằng cái bút Pencil 2 này thì đương nhiên vẫn là viết bằng cái bút này vẫn sướng hơn vì nó to và nó cho cảm giác cầm cầm nắm ấy, nó giống với cái bút thật hơn. Tuy nhiên thì khi mà thao tác chạm vào màn hình ở trên này thì đương nhiên nó bị trơn, tại vì cái đầu bút của Apple này họ làm không không được, nó không có cái độ tì độ mút với cái kính mấy ấy, nó rất là trơn trượt, dẫn đến là nó chỉ bị hạn chế ở chỗ đấy thôi. Chứ còn độ trễ thì cái iPad, à quên, cái Pencil 2 này khi dùng trên iPad Pro nó vẫn là gần như cũng gần như không có độ trễ các bạn. Nó cũng nói chung bây giờ nó là tương đương các bạn, tương đương luôn đấy. Cho nên là việc sướng ở đây chỉ là do cái kích thước thôi đấy. Thì do em mượn cái máy này nó cũng không có được lâu lắm cho nên em chỉ đi là test camera rồi nghịch vọc vạch camera là chính, và cũng có vào Facebook làm thứ em cũng xóa rồi. Nhưng mà nói chung là về hiệu năng thì các bác cũng khỏi phải lo đi, khỏi phải lo về cái chuyện mà con chip 8 Gen 1 trên cái con Ultra này thì các bác khỏi phải lo đi. Thì đương nhiên hiện tại bây giờ là anh em cũng bảo là Ultra đang bị bóp hiệu năng ấy, chơi những cái game mà nặng hoặc như kiểu Genshin Impact ấy, nó hơi bị bóp cái FPS tí, thì cái chuyện đó là em thấy cũng bình thường thôi. Thì vì nhờ ngay cả LG nhà em thế, LG thì bóp quá trời luôn từ trước này thì các bác biết rồi. Tuy nhiên ấy, thì em thấy chuyện đó cũng rất là bình thường, chả vấn đề gì cả. Cũng có thể là em là người mà không chơi game cho nên em không quan tâm đến chuyện đấy, nhưng mà các bác nào chơi game ấy thì có thể quan tâm đến chuyện đấy. Nhưng mà em nghĩ là nó bóp cũng không phải là quá là ghê gớm ấy, thì nó cũng muốn là có một cái máy nó mát mát gì đấy, mát mẻ rồi mượt mà, thì nó phải thế thôi đấy. Còn nếu mà sau này khi mà người cộng đồng người dùng Samsung nhiều hơn ấy, thì em nghĩ là sẽ có một cái ROM nào đó đấy, sẽ có một cái ROM, bản ROM nào đó để mà nó mở được mắt cái hiệu năng của trên cái con S2 Ultra này đấy. Thì từ nãy giờ em cũng chỉ nói đến 3 điểm mà em thích ở trên cái con S2 Ultra này. Còn nó có đáng giá hay không ấy, thì nó phải tùy vào túi tiền của các bác nữa. Thực sự là bây giờ con này nó cũng còn mới, hàng cũ nó cũng rất là ít. Hàng cũ bây giờ thì nó cũng phải tầm 21 đến 23 triệu cho cái hàng mà Nailu 98-99% ấy. Còn nếu mà hàng full box 100% thì nó phải tầm 24 25 triệu, 26 triệu gì đấy. Thì với cái mức giá đấy ấy, thì em nghĩ là với đại đa số mà người dân Việt Nam cũng 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 em nghĩ là cũng chưa 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 tiếp cận được mấy đâu. Tại vì cũng không phải là vì sống trong một cái grab LG anh em toàn ưa đồ rẻ thì em nói vế, nhưng mà thực sự là với cái thu nhập của người dân Việt Nam thì nó vẫn rất là cao. Và em nghĩ là sẽ phải sau khoảng 1 năm nữa thì anh em mới bắt đầu là có thể là rục rịch là mua nó. Vì đấy em nghĩ là sau 1 năm nữa thì nó chỉ giá tầm khoảng 17 hoặc là tầm đấy, tầm 16-17 triệu hoặc
hoặc có thể xuống đến 15 triệu, thì lúc đấy thì có thể là đời sống nó cao lên rồi và anh em tích góp được thì mới mua được thôi. Chứ như bản thân em ấy, em làm công nhân thôi, làm chạy chật ra thì chắc phải 2 tháng 2 3 tháng mà không ăn gì thì mới mới dành đủ tiền để mua con này đấy. Cho nên là bác nào thừa tiền thì không nói đấy, cái chuyện đấy thì không nói được. Có ở Việt Nam có những người rất là nhiều tiền nhưng mà đại đa số thì vẫn là những người dân lao động bình thường thì sẽ khó tiếp cận với con này. Và thì đấy là cái yếu điểm duy nhất của cái con S2 con trai này thôi. Và là một cái fan LG lâu năm ấy, thì khi mà em dùng những cái điện thoại của hãng khác ấy đấy, thì đương nhiên là em vẫn không thích mấy đâu. Đấy là nói thật với các bác là như thế. Dùng điện thoại LG, cái hệ điều hành của LG nó vẫn đang là quen thuộc ấy. Nó tại vì mình không chơi game mà, thì đấy là mình dùng có rất là sướng. Chuyển sang Apple cũng được, Samsung cũng được, nó vẫn Apple thì hơi khác tí, còn Samsung thì vẫn hơi tương đương thôi, cho nên nó cũng không có gì mà khó khăn khi mà chuyển đổi giữa Samsung và LG cả. Chỉ sang Apple thì mới khác một tí thôi đấy. Cho nên là em nói ở đây là một cái fan LG lâu năm và một admin ở LG ấy, thì em mới hiểu được là tại sao LG đến thời điểm này nó đã chết thật. Và nó em nghĩ là để mà hồi sinh được LG thì thực sự là rất là khó các bạn đấy. Thực sự là nếu mà hồi sinh được LG thì thứ nhất là cần một cái người lãnh đạo nó có đủ đủ tầm ấy, đủ tầm nhìn ấy. Và khi mà nhìn vào những cái flagship của hãng khác như hai con này thì mới biết tại sao là LG mình chết các bạn ạ. Nó quá là thua thiệt ấy, nó quá là cái đẳng cấp nó khác biệt xa vời quá đấy các bạn. Thì hiện tại LG đã không sản xuất nữa rồi, cho nên cũng chả còn gì để nói nữa. Nhưng mà em nghĩ là những fan LG như em ấy vẫn hy vọng có một ngày nào đó mà LG có thể làm lại cái mảng điện thoại, hy vọng. Và nên học hỏi ngay cả ở Samsung này thôi, nhất là Huawei hoặc Xiaomi như thế, nên nhìn những hãng khác mà học hỏi, chứ đừng đi theo một cái lối, đây không phải đi theo mà đi sau mới đúng đấy. Đừng chứ đừng đi sau như bây giờ nữa, làm cái gì đó nó khác đi, nó khác đi, và thậm chí làm khác hẳn Samsung hoặc những khác hãng điện thoại Android bây giờ cũng được, thì nó mới có một cái gì đó mà chỗ đứng và một cái sự sáng tạo vốn có của LG đấy. Cho nên là các bác cũng cũng dân nhóm cũng bảo là LG chả có cái quái gì nổi bật, chẳng có gì đáng để mua, chẳng có gì đáng để dùng, thì nó chết là phải. Thì cái câu nói đó cũng là đúng đấy các bạn. Thì các bác cứ còn dùng được LG thì cứ dùng thôi, chứ thực tế là LG không làm điện thoại nữa thì sau này anh em cũng sẽ chuyển sang Apple hoặc là Samsung thôi, chứ còn cái gì nữa đâu. Hoặc cái Xiaomi, thực ra Xiaomi bây giờ cũng rất là đắt rồi, nên các bác đa số bây giờ cũng chỉ là chuyển sang Apple thôi. Ok, đây là cái chém gió lan man của em thôi. Các bác nào xem đến đây thì rất là hoan nghênh các bác. Rồi, chúc các bác sức khỏe. Chào các bác.